Mới đây, ekip đảo độc đắc từ mẫu Thiên Linh Cái vừa tung trailer chính thức. Trailer bộ phim gây ấn tượng với loạt tình tiết tâm linh giận người. Mở đầu trailer là câu dẫn của bộ phim Thiên Linh Cái từng lên sóng 3 năm trước, định mệnh đã chọn con để kế tục ta. Đây như một thông báo chính thức, Thiên Linh Cái đã trở lại. Phần tiếp theo của trailer là chuyện về chuyến du lịch định mệnh của một nhóm bạn thân thiết trên đảo hoang. Tại đây, các hiện tượng tâm linh kỳ bí cùng những bí ẩn chết chóc về tử mẫu Thiên Linh Cái, hình thức cao nhất và cũng hắc ám nhất của loại bùa này dần được khai mở. Tiếp nối thành công của bộ phim Thiên Linh Cái, đảo độc đắc từ mẫu Thiên Linh Cái hứa hẹn bật mí nhiều bí ẩn xung quanh loại bùa chú tàn độc này. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ Sam, Tiểu Vi, Phương Lan, Trần Nghĩa, Trần Phong, Minh Dự, Hoàng Yến, Chibi, Thanh Tân. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Lê Bình Giang, nhà sản xuất Lê Thanh Phong và Nguyễn Cao Tùng. Đảo độc đắc từ mẫu Thiên Linh Cái sẽ được công chiếu vào 23 tháng 12 năm 2022 tới đây. Mới đây, ca sĩ KAY Trần đã tổ chức buổi showcase ra mắt MV U Mê Em. Không chỉ ra mắt dự án mới, đây còn là dịp nam ca sĩ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Tại buổi showcase, KAY Trần đã biểu diễn live hai ca khúc U Mê Em và Call Me Kay. Thể loại âm nhạc mà KAY lựa chọn cho ca khúc trở lại chính thức U Mê Em là pop kết hợp với rap hip hop với tiết tấu vừa phải cùng giai điệu nhẹ nhàng. Phần lời bài hát kể về câu chuyện tình yêu sét đánh của một chàng trai trong lần đầu gặp gỡ với người con gái đã khiến cả thế giới của anh như ngừng quay tại giây phút đó. Thông điệp tích cực về tình yêu được KAY Trần gửi gắm thông qua lời nhạc của ca khúc dẫn lối người nghe đến một không gian lãng mạn nơi những câu chuyện tình yêu chỉ vừa chớm nở. Đây là ca khúc đầu tiên của KAY Trần kể từ thông báo về đầu quân cho Warner Music. Showcase còn có sự góp mặt của dàn sao Việt, ca sĩ Chipu, diễn viên Nam Thư, rapper P. Ray, ca sĩ Đạt Di, diễn viên Quang Trung. Vừa qua, nhà thiết kế Vũ Việt Hà ra mắt bộ sưu tập Ký gửi người Mông vào tương lai tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trên trang phục thổ cẩm của người Mông đen. Bộ sưu tập khai thác chất liệu len, lanh kết hợp với các yếu tố truyền thống của người Mông. Qua góc nhìn mới mẻ của nhà thiết kế Vũ Việt Hà, trang phục dân tộc trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn, chạm vào cảm xúc của khán giả, vượt ra khỏi vùng núi Tây Bắc để đến với nhiều tín đồ thời trang khắp mọi miền. Bộ sưu tập đánh dấu bước ngoặt của nhà thiết kế Vũ Việt Hà trong việc làm đồ ứng dụng. Thông qua bộ sưu tập, anh chia sẻ mong muốn phá vỡ góc nhìn cũ về trang phục dân tộc cũng như phát triển văn hóa truyền thống theo hơi thở của thời đại mới. Tại show diễn ra mắt bộ sưu tập, Hoa hậu Hơ Henie đảm nhận vai trò vedette và mẫu nhí Minh Thảo là người mở màn cho bộ sưu tập lần này. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh có 15 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang và hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Mới đây, người đẹp Mina Sue Choi đã đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2022. Đáng chú ý, nàng hậu đã diện váy của nhà thiết kế Việt Đức Vici trong khoảnh khắc đăng quang của mình. Bộ trang phục được tân Hoa hậu Trái đất 2022 diện của nhà thiết kế Đức Vici nhận được nhiều lời khen từ bạn bè quốc tế. Nhà thiết kế Đức Vincie mất khoảng 2 tuần để thực hiện bộ đầm, với điểm nhấn là phần vai chéo và đường cắt xẻ tôn 3 vòng của Hoa hậu Mina Sue Choi. Toàn bộ pha lê Swarovski được đính kết thủ công. Ý tưởng trang phục của nhà thiết kế Đức Vincie với tạo hình chữ S tượng trưng cho đất nước Việt Nam. Đường cắt xẻ tôn lên đường cong cùng với màu xanh biển đại diện cho lãnh thổ có đường bờ biển dài. Bộ váy được ekip Hàn Quốc của nàng hậu đặt hàng với giá 3.000 đô la Mỹ. Nhà thiết kế Đức Vincie sinh năm 1988, quê Đồng Nai. Năm 2005, anh khởi nghiệp bằng một cửa hàng thời trang nhỏ. Năm 2017, anh thực hiện show thời trang Dream Night, khẳng định thương hiệu riêng. Hơn 10 năm vừa qua, anh thiết kế trang phục cho nhiều người đẹp như Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, Lan Khuê.